BBC đó. Cái chỗ đoạn 36 kia đi xuống một đoạn nó có VN BBC chứ. Ôi đi với Quốc Quýt à. Ui mẹ ơi. Má ơi đã lại xin gặp ngài đi với con trò gạt. Ủa what the hell. Quá đi dừng thì sao trời. What the hell. Có làm gì sai trời. Có cho đi dừng luôn hả. Cho gắt thì khủng long ấy nhỉ. Rất tỉnh giấc của giấc thôi. Ai giữ ta? Gánh luôn nè, gánh luôn nè, gánh luôn nè, chơi nè. Đánh con này, đánh con này, đánh con thôi. Láo tuyết. Mẹ mày. Đấy. Ghê về rồi. Đi qua gành thế này. Qua 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 qua. À, tớ qua tớ qua tớ qua. Đây 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 tớ qua liền tớ qua liền đây chơi chơi nó. Chơi lên đồ, chơi lên đồ, chơi lên đồ. Lên đồ này, về lên đồ nè. Chế tướng vật lý. Ôi ông biết mình toang rồi. Mình biết toang rồi. Rồi rồi luôn, rồi luôn. Trời ơi, tham tí lính là binh. Tham tí lính binh lên binh xuống.
con này lên tanh trâu lắm ta. Úp bè. Ư trời ơi. Chết không? Tí thì toàn. Ăn được đây. Ăn được thì hơi lâu á. Ui dồi, ăn nãy giờ mình đứng đây. Đúng rồi, rút, rút, rút. Chỗ đây, anh phải nhanh. Lâu nha. Ui, nó phá trụ rồi kìa. Ê, nó ra kìa, nó ra đây sao nhở? Đây rồi chưa? Úp về hai thằng à. Chế ơi, bình tĩnh. Unstoppable. Mày lên giáp trâu nhớ. Ngay trước rồi. Bạn lên một cái gì nó để cắn. Ô đi nó cắn đấy. Để cái kiếm xăng cưa. Đây, chơi. Lấy mít đi. Lấy trụ đi. An enemy has been slain.
Trời ơi, đấm trụ yếu kém vậy. À mày ấm 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 ấm. Ôi trời. Tìm đây từ 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 mày đám con nữa mày vậy thì tích cái trừng phạt anh đến đây anh đến đây đá xong sống ăn mù mắt. em chịu rồi, em chịu không cứu được pha đấy. Giờ 30 giây nữa. Chịu. Ôi trời. Xin lỗi nha, KS lỡ tay KS thôi. Không có ý đâu. Mình thề mình không có ý đâu. Mình lỡ tay. Ăn rồng nè, đem trứng vàng mà không ăn rồng thì phí nhỉ. Vô rồng. Ô má ơi. Tao cầm những phạt đây chưa thiếu mô với bài cắn hả? Ok, tem nhà mấy thằng kia không trụ được cơ trời. Trời ơi, mấy cái thằng này không đánh nhau đánh gấm gì thì chết không. Năm con này lên tay rồi nó đam yếu lắm, nó đập trụ không có mạnh đâu. My
chuyên đi ăn quái rừng ra. Không gờ gờ, đánh cứ bình tĩnh mà đánh. Tám con. Đi ăn sứ giả nè. Rồi ơi, khống chế nhiều thế. Ui giời, ông lên này lên đồ kìa, lên đồ vớ vẩn thế thì lên cái này này. Hai một ra. Lua. Má nó được chơi trời. Lên thì cứ lên kháng phép thôi, kêu đó là kêu phép mà. Đừng đi lên cái giáp tìm băng kia để phế bãi gì ra. Tại sao đã không phế? Đây vẫn lên cái nào, con này rồng 5 XP nữa. Ui, linh hồn rồng lửa, ngon luôn. Một con dưới này. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. Ai. Con này đánh lẻ sao dám chơi. Ý trời ơi. Bay hết đi nào, ngứa mắt, ngứa mũi hả? Trời ơi. Mẹ nó đua nhau nó hết tung trời. Đúng rồi, ăn dầu đi. Ăn đi. Hải đá nó ra nè, đúng rồi. Ăn đi. Đúng rồi. Hai. Hai. Tớ đến đây, tớ cứu. Láo này. Your inhibitor has been destroyed.
Kìa. Thôi. Dạo sao nó hết slow mo gần kinh nha. Hai. Đẩy lẻ đi, cho mình phải đi đẩy lẻ. Em phải đi để lẻ mới chơi được. Cố lấy nha, cố 2 phút là lên linh hồn đồng lửa nha. Em mình không ai lên không xanh rồi ta. Có trâu thôi, nó chỉ được cái trâu thôi. À, nó to như khủng long ấy. Hai nè. Hai nè, lên nè, đánh đi, lên nè. Đánh đi. Lại chạy. Đấy, sao lại phải chạy nhờ? Lấy trụ. Mẹ ba con khủng long ạ. Hai nè. Hai luôn. Từ nào, mấy giây nữa nào, đẹp hai mươi mấy giây nữa cơ. Thua rồi. Đá nó đi, đúng rồi. À đây. Má nó trâu thế, slow kinh vậy. Má đúng quái vật. Ô mẹ ơi trâu thật kệ. Mẹ nó thực sự là quái vật đấy.